Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Planet Coffee Roasters, được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phương My đang có chương trình sale rất đặc biệt chưa từng có, bảo đảm giá rẻ hơn bất cứ nơi nào, như loa kéo, loa sách tay, dàn máy karaoke, xe bản neon LED và kìm stainless steel cho tiệm nail. Xin liên lạc Phương My. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023. Sau đây là các bản tin chính. Chính phủ Hoa Kỳ tránh được đóng cửa nhưng sự đối đầu đảng phái chưa kết thúc. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện diện tại phiên tòa đầu tiên xử vụ kiện gian lận kinh doanh. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ Hoa Kỳ phải nộp thuế Pink Tax cho dịch vụ y tế. Tổng thống Biden triệu tập nội các sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Mùa siêu vi khuẩn mới và tình trạng thiếu thuốc tiếp diễn. Đức Giáo hoàng Francis lần đầu tiên gợi ý về việc ban phước cho một số cặp đồng tính. Thống đốc Newsom phủ quyết dự luật thất nghiệp tại California. Và phản ứng từ Ukraine khi nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ có thể bị cắt giảm. Và cuối cùng sẽ là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết được mở đầu với Thanh Thảo. Bản tin đầu tiên trong chương trình hôm nay liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ tránh được đóng cửa nhưng sự đối đầu đảng phái chưa kết thúc. Một dự luật tài trợ ngân sách đã được thông qua vào cuối tuần qua đã gia hạn cho Quốc hội 45 ngày để đưa ra một kế hoạch tài trợ dài hạn. Nhưng giờ đây, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang phải đối mặt với một loạt thách thức mới. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, đảng Dân Chủ từ New York đã cho biết, chúng tôi sẽ quay lại đúng nơi này vào tháng 11. Cuộc đàm phán nhân nhượng đã dẫn đến việc lưỡng đảng thông qua biện pháp tài trợ tạm thời và giữ cho chính phủ Hoa Kỳ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11 năm nay. Tổng thống Joe Biden đã công bố rằng một cuộc khủng hoảng không cần thiết đã được ngăn chặn. Dự luật tài trợ bao gồm viện trợ những nơi gặp thiên tai và một biện pháp để duy trì hoạt động của cơ quan quản lý hàng không liên bang. Đáng chú ý là không có phần tài trợ bổ sung cho an ninh biên giới và tài trợ cho Ukraine. Một vấn đề gây chia rẽ cho các dân biểu đảng Cộng hòa. Điển hình là dân biểu Maria Salazar thuộc đảng Cộng hòa ở Florida đã nói với lời hùng biện: không đời nào chúng ta có thể từ bỏ Ukraine. Còn dân biểu Warren Davidson cũng đảng Cộng hòa từ Ohio thì lại tỏ ý không quan tâm rằng: tôi nói cho bạn biết, đó không phải là sứ mệnh mà người dân Mỹ ủng hộ. Và giờ đây, tương lai của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang bị đe dọa. Quyết định đưa ra một dự luật lưỡng đảng ra biểu quyết của ông đã khiến cho ông trở thành một mục tiêu bị chỉ trích ngay trong đảng Cộng hòa. Dân biểu Matt Gaetz thuộc đảng Cộng hòa ở Florida đã trách móc rằng ngày càng rõ ràng Chủ tịch Hạ viện đang làm việc cho ai, và đó không phải là Quốc hội của đảng Cộng hòa. Dân biểu Matt Gaetz đã nằm trong số những người bảo thủ theo đường lối cũng cứng rắn, đe dọa lật đổ ông McCarthy thuộc đảng Cộng hòa từ tiểu bang California. Hành động chưa từng có tiền lệ này sẽ làm tê liệt Hạ viện và gây nguy hiểm cho cơ hội thông qua một dự luật tài trợ ngân sách chính phủ dài hạn trước khi hết hạn. Dân biểu Kevin McCarthy thì lại nói rằng ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đối đầu với các thành viên khác. Ông McCarthy bình tĩnh nói, hãy cứ đem những mâu thuẫn ra đây, hãy kết thúc cuộc chiến và hãy bắt đầu quản lý chính quyền. Cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm nay thứ Hai đã có mặt tại phòng xử án ở tại quận Manhattan trong ngày khai mạc vụ kiện dân sự do ở New York chống lại ông và công ty cùng tên của ông ấy. Mặc dù ông không cần phải xuất hiện, tuy nhiên sự hiện diện của cựu Tổng thống Donald Trump đã biến tòa án trở thành một phần mở rộng của chiến dịch tranh cử của ông ấy, theo lời nhận định của một số các nhà quan sát, nơi mà cựu Tổng thống đã lên tiếng chỉ trích 4 cáo trạng hình sự chống lại mình. Và đây là một vụ án dân sự mà thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết vào tuần trước, rằng cựu Tổng thống và các đồng phạm của ông ấy phải chịu trách nhiệm về tội lừa đảo kinh doanh. Bên trong phòng xử án, thì các luật sư của cựu Tổng thống cũng đã lên tiếng tranh cãi với thẩm phán khi bắt đầu phát biểu trong buổi khai mạc, một dấu hiệu cho thấy rằng họ có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận gây hấn với phiên tòa mà thẩm phán dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 12. Đây là những điều chúng ta cần biết từ ngày đầu tiên xét xử cựu Tổng thống. Cựu Tổng thống xem đây là một cuộc săn phù thủy. Trước ống kính và trên trang mạng xã hội của mình, cựu Tổng thống đã lên tiếng tấn công Tổng trưởng lý của New York bà Letitia James vì đã đưa ra vụ kiện chống lại ông ấy, và ông cũng đã tấn công thẩm phán vì phán quyết vào tuần trước.
Đồng thời, cựu tổng thống cũng tìm cách ràng buộc họ với các cáo trạng hình sự của cố vấn đặc biệt Jack Smith, mặc dù chúng không có mối liên hệ với nhau. Điều này liên quan đến sự can thiệp vào cuộc bầu cử một cách rõ ràng và đơn giản, cựu tổng thống đã tuyên bố trước khi bước vào phòng xử án. Họ đang cố gắng gây tổn hại cho tôi, do đó tôi không làm tốt như những gì mà tôi đã làm trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu cấm Trump Organization tiếp tục kinh doanh tại New York. Kevin Wallace với văn phòng tổng chứng lý cáo buộc rằng cựu tổng thống và các đồng phạm của ông đã âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo dai dẳng, lặp đi lặp lại và rằng báo cáo tài chính của Trump Organization đã thuyết phục các ngân hàng chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn với số tiền hàng trăm triệu Mỹ kim. Tuyên bố mở đầu cũng nhấn mạnh đến rủi ro mà vụ việc đặt ra cho cựu tổng thống và Trump Organization, cơ sở kinh doanh của ông tại New York, nơi ông đã xây dựng tên tuổi và hình ảnh của mình trước khi phát động chiến dịch chính trị để đưa ông đến Tòa Bạch Ốc năm 2016. Những điều chúng ta cần biết thêm về phiên tòa xét xử gian lận của Trump Organization. Đây là một vụ kiện gian lận trị giá 250 triệu Mỹ Kim do Tổng chứng lý New York, bà Letitia James đưa ra chống lại cựu tổng thống, công ty của ông và hai con trai trưởng thành, và đã có ngày xét xử đầu tiên vào ngày hôm nay thứ hai. Cựu tổng thống bị cáo buộc là trình bày sai về các giá trị tài sản ròng của mình lên tới hàng tỷ Mỹ Kim và nói rằng sự xuất hiện của ông ấy trước tòa là để đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của tôi. Phát biểu với các phóng viên trước phiên tòa thì Tổng trưởng lý James đã nói rằng không ai đứng trên luật pháp và bà tin tưởng là công lý sẽ thắng thế. Xuất hiện cùng cựu tổng thống tại tòa hôm nay gồm có các luật sư của ông, con trai Eric Trump và cố vấn Jason Miller. Một trong những luật sư của ông, Chris Keyes, đã có một cuộc trao đổi sôi nổi với thẩm phán Arthur Engoron trong suốt phiên tòa. Và trong một phát biểu ngắn gọn sau khi rời khỏi phòng xử án, cựu tổng thống đã khẳng định là ông không làm gì sai và khẳng định vụ kiện là một phần trong nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024. Thế đó là bản tin về việc một sự bất công trong vấn đề trả bảo hiểm về y tế. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ Mỹ phải nộp thuế Pink Tax cho dịch vụ y tế. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa số tiền mà phụ nữ và phái nam phải trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phần mà họ tự chi trả. Công ty dịch vụ tài chính Deloitte đã xem xét hồ sơ của hơn 16 triệu người có bảo hiểm y tế do công ty họ làm việc tài trợ trong khoảng thời gian từ năm 2017 cho đến năm 2022. Phân tích cho thấy phụ nữ Mỹ có bảo hiểm y tế thông qua công việc của họ phải trả nhiều hơn vào khoảng 18% so với nam giới có bảo hiểm tương tự. Và đó là con số đã loại trừ chi phí chăm sóc thai sản. Ngoài ra, mặc dù phụ nữ đóng lệ phí bảo hiểm ngang bằng với nam giới, nhưng giá trị bảo hiểm của họ lại thấp hơn. Các công ty bảo hiểm dường như chi trả ít dịch vụ hơn cho phụ nữ so với nam giới. Ví dụ, sàng lọc ung thư vú thường thường có thể tốn kém hơn là loại sàng lọc các loại ung thư khác. Nó được biết đến như là một loại Pink Tax hoặc là thuế hồng dành cho việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Một bản báo cáo riêng biệt do tổ chức Susan G. Komen công bố hôm thứ Hai cho thấy chi phí điều trị ung thư vú cao là một gánh nặng đến mức có thể khiến cho phụ nữ phải trả giá bằng sức khỏe của mình. Và các cuộc nghiên cứu cho thấy gánh nặng tài chính có thể còn tồi tệ hơn đối với phụ nữ da màu, phụ nữ trẻ tuổi, những người chưa kết hôn và cả những người sống với lợi tức hạn chế. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ triệu tập nội các của mình vào chiều tối ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, thảo luận về tính liên tục của chính phủ sau khi mà Hạ viện đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa vào thứ Bảy vừa qua. Một trong những nguồn tin cho biết là cuộc gặp sẽ diễn ra trực tiếp tại Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Biden đã ngủ lại tại Tòa Bạch Ốc suốt cuối tuần vừa qua và giữ liên lạc một cách chặt chẽ với nhóm phụ trách các vấn đề lập pháp của mình, nhận các thông tin cập nhật về diễn biến về cuộc đàm phán tại Capitol Hill trước ngày thứ Bảy. Trước đó thì Tòa Bạch Ốc cũng đã bắt đầu liên lạc thường xuyên với các cơ quan và các nhân viên của mình về những gì sẽ xảy ra trong trường hợp thiếu hụt kinh phí, và các cơ quan cũng đã bắt đầu lên một kế hoạch dự phòng của riêng mình. Các quan chức khác tại hai cơ quan chính phủ đã cho đài CNN biết là các kế hoạch dự phòng đang được soạn thảo cho việc đóng cửa có thể kéo dài trong vài tuần, mặc dù chính quyền không có quan điểm thống nhất về thời gian có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra sau khi Hạ viện đã thông qua dự luật tạm thời. Triển vọng được một quan chức mô tả là hy vọng điều tốt nhất, nhưng họ vẫn lên một kế hoạch cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Và ngày hôm nay trong cuộc họp báo thường ngày thì thư ký tòa Bạch Ốc bà Jean Pierre đã nói rằng ngày hôm nay thì Tổng thống Biden sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 33 năm đạo luật dành cho người Mỹ khuyết tật và kỷ niệm 50 năm đạo luật phục hồi chức năng. Tổng thống Biden đã đấu tranh để thông qua cả hai dự luật này khi ông còn là một thượng nghị sĩ. Vì khi đó ông tin rằng, như vào lúc đó cũng như là hiện tại, là chính phủ liên bang có lòng tự trọng và tôn trọng đối với tất cả những người Mỹ, đặc biệt là những người khuyết tật. Buổi lễ đã được diễn ra tại bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc và Tổng thống sẽ có đón tiếp sự tham gia của những người Mỹ khuyết tật cũng như là thành viên trong gia đình của họ, các thành viên quốc hội và kể cả những người ủng hộ. Và Tổng thống sẽ được giới thiệu bởi Selma Blair là một phụ nữ đang thách thức những định kiến về những gì mà người khuyết tật có thể làm được. Cuối buổi chiều thì Tổng thống triệu tập nội các của mình để nhận các thông tin cập nhật mới nhất về những tiến bộ mà chúng ta đang đạt được đối với các ưu tiên cấp bách của đất nước, bao gồm việc thực thi đạo luật mang tính lịch sử mà ông đã ký thành luật, cân bằng giữa lời hứa và mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và thực hiện các hành động chống lại bạo lực súng đạn. Về vấn đề Ukraine thì trong buổi họp Tổng thống đã nói: trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng không thể để cho sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Quá nhiều mạng sống tại đây đang bị đe dọa, quá nhiều trẻ em, quá nhiều người. Tôi hoàn toàn mong đợi Chủ tịch Hạ viện và đa số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội sẽ giữ vững quan điểm này. Chúng ta cũng cần nên nhắc lại là dự luật tạm thời được thông qua chỉ một số để chi chuẩn cho các thiên tai diễn ra tại Hoa Kỳ mà không cho phép được viện trợ thêm cho Ukraine. Kế đến là bản tin về mùa siêu vi khuẩn mới và tình trạng thiếu thuốc vẫn tiếp diễn. Thời điểm siêu vi khuẩn đường hô hấp gia tăng trong năm lại đến khi tháng 10 bắt đầu với đỉnh điểm là giữa tháng 12 và tháng 2. Và mùa bệnh này là mùa đông thứ hai liên tiếp mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt khác về loại thuốc trụ sinh thông thường giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra có thể xảy ra khi trẻ em bị bệnh. Sau đây là những gì mà bậc làm cha mẹ cần biết. Amoxicillin dạng lỏng là loại thuốc trụ sinh được kê toa nhiều nhất ở Mỹ, hiện đang bị thiếu hụt. Bác sĩ Nushin Aminuddin, chuyên khoa nhi phòng khám Mayo Clinic đã nói: thật không may, đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi trải qua chuyện này. Bác sĩ Nushin Aminuddin cho biết hầu hết bệnh tật vào mùa thu và mùa đông đều do virus, tức là siêu vi khuẩn gây ra. Chúng là loại sẽ không chịu tác động của thuốc kháng sinh. Amoxicillin và các loại thuốc tương tự khác chỉ chống được nhiễm trùng thứ cấp do bacteria, tức là vi khuẩn gây ra. Bác sĩ Aminuddin nói rằng có những lựa chọn thay thế mà chúng tôi có thể sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy, không phải là chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này, mà hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Bột amoxicillin vẫn nằm trong danh sách thiếu hụt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA. Nó được dùng để trộn với dung dịch và tạo ra thuốc dạng lỏng và được trao cho những đứa trẻ chưa thể nào nuốt được thuốc viên. Sự thiếu hụt lần đầu tiên được tuyên bố bởi FDA vào tháng 10 năm ngoái vì thuốc và viên nén amoxicillin không hề thiếu. Bác sĩ Aminuddin cho biết một số bác sĩ nhi khoa có thể sử dụng chúng để thay thế thuốc nước. Ông giải thích, chúng ta có thể nghiền một viên thuốc và đưa cho một đứa trẻ để chúng nhận được cùng với một lượng thuốc mà sau đó có thể trộn vào một thìa cà phê đầy thức ăn, chúng có thể sẵn sàng để ăn. Và còn có những loại kháng sinh khác có thể được sử dụng nhằm chữa trị cho một đứa trẻ mắc các bệnh như viêm phổi hoặc là nhiễm trùng tai. Bác sĩ Aminuddin nói rằng đôi khi thuốc mạnh hơn một chút, đôi khi chúng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ hơn. Vì vậy, đó là lý do mà amoxicillin đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Nhưng chúng ta có các lựa chọn khác nếu như con quý vị cần thuốc kháng sinh để điều trị bệnh. Không phải các nhà sản xuất bột amoxicillin đều đưa ra lý do cho sự thiếu hụt. Hầu hết vẫn đang sản xuất thuốc kháng sinh nhưng được phân bổ. Điều đó có nghĩa là khách hàng của họ chỉ có thể đặt hàng với số lượng hạn chế mà thôi. Trong thời gian thiếu thuốc, việc phân bổ giúp bảo đảm rằng không có một người mua nào có thể yêu cầu mua tất cả nguồn cung sẵn có. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là các hiệu thuốc có thể hết thuốc một cách nhanh chóng. Đức Giáo Hoàng Francisco tại Rome lần đầu tiên đã gợi ý là những người đồng tính có thể được các linh mục công giáo ban phước tùy theo từng trường hợp cụ thể. Một điều dường như trái ngược với những tuyên bố trước đó từ Tòa Thánh La Mã. Đức Thánh Cha đã đưa ra đề nghị này trong một lá thư gửi đến những người chỉ trích gay gắt nhất trong hàng ngũ công giáo, được viết để đáp lại lá thư của 5 vị hồng y bảo thủ với các câu hỏi chính thức, được gọi là dubia, theo tiếng Latin có nghĩa là nghi ngờ, là một yêu cầu chính thức dành cho câu trả lời có hoặc không từ vị giáo hoàng đương nhiệm về việc điều hành giáo hội của ngài.
Các hồng y gồm có Walter Brand Miller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Iniguez, Robert Sara và Joseph Danzikium lần đầu tiên đã gửi đến bức thư cho Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 10 tháng 7, tập trung vào cuộc họp diễn ra tháng 10 sắp tới của các giám mục và đặt câu hỏi là liệu vấn đề này có thể tác động gì về giáo lý của giáo hội và bao gồm các câu hỏi về ý định của Đức Giáo Hoàng trong việc ban phước cho các cặp đồng giới và liệu rằng Ngài có ý định mở cửa cho các nữ linh mục thông qua việc truyền chức hay không. Theo một bài đăng trên blog của Đức Hồng Y người Mỹ Raymond Burke, người đã không hài lòng với các phản hồi thoạt đầu của Đức Thánh Cha, thì năm vị Hồng Y đã sửa lại bức thư Dubia và gửi lại vào ngày 21 tháng 8 với lý do là tầm mức quan trọng của vấn đề. Vatican sau đó đã thông báo và công bố một lá thư được viết bằng tiếng Tây Ban Nha đề ngày 25 tháng 9 có chữ ý của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, người đứng đầu giáo lý mới của Vatican. Và câu trả lời bao gồm các câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco dành cho lá thư Dubia và có chữ ký Francis. Về vấn đề kết hợp đồng giới, thì Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng giáo hội chỉ công nhận hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, nhưng lại mở cửa cho các cá nhân trong các cuộc kết hợp đồng giới được ban phước lành. Lá thư cho thấy, Đức Thánh Cha đã viết, khi bạn cầu xin một phép lành, bạn đang bày cuộc kết hợp đồng giới, bởi vì họ không thể chúc phúc cho tội lỗi. Diễn biến mới nhất này dường như là sự đồng tình với một quyết định do Giáo hội Đức đưa ra từ hồi tháng 3 và được thực hiện vào hồi tháng 8. Trong đó thì có một số cặp đồng giới đã nhận được sự chúc lành của một số linh mục công giáo ở thành phố Cologne ở Đức. Chúng ta vẫn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bản tin này. Kế đến là bản tin về tiểu bang California, thống đốc Newsom phủ quyết dự luật thất nghiệp tại California. Thống đốc California thuộc đảng Dân Chủ, ông Gavin Newsom đã phủ quyết dự luật trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đình công. Dự luật 799 của Thượng viện tiểu bang lẽ ra sẽ cho phép những người lao động đình công được nhận tiền thất nghiệp từ chính phủ California trong ít nhất là 2 tuần lễ. Nhưng trong phần giải thích quyền phủ quyết hôm thứ Bảy, ông Newsom cho biết dự luật sẽ làm tăng khoản nợ trợ cấp thất nghiệp liên bang chưa trả của tiểu bang California, dự kiến lên tới gần 20 tỷ Mỹ Kim. Đó là vì quỹ đã hết tiền và phải vay từ chính phủ liên bang trong thời kỳ đại dịch COVID-19 xảy ra, khi ông Newsom ra lệnh đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp và khiến cho tỷ lệ thất nghiệp tăng đột ngột. Quỹ này cũng chịu tác hại bởi số lượng lớn các đơn xin trợ cấp gian lận, khiến cho tiểu bang thiệt hại lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Ông Newsom phát biểu, bây giờ không phải là lúc để tăng chi phí hoặc là gánh khoản nợ lớn này. Nhưng ông cũng tuyên bố ủng hộ người lao động và quyền đình công của họ. Ngoài khoản nợ, thì chính quyền Newsom cho biết quỹ của chính phủ tiểu bang không thu đủ tiền để trả tất cả các khoản trợ cấp còn nợ. Số tiền này đến từ khoản thuế doanh nghiệp phải đóng cho từng người lao động. Nhưng khoản thuế đó chỉ áp dụng cho 7.000 Mỹ Kim tiền lương đầu tiên của người lao động, là một con số không thay đổi kể từ năm 1984 và là số tiền thấp nhất được phép theo luật của liên bang. Trong khi đó, phúc lợi trợ cấp thất nghiệp lại tăng lên. Chính quyền Newsom đã dự đoán các khoản thanh toán phúc lợi sẽ vượt quá số tiền thuế thu được là 1.1 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Theo văn phòng phân tích lập pháp phi đảng phái, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong thời kỳ việc làm đang tăng trưởng. Cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ chiếm đa số đã thông qua dự luật hồi tháng 9, trong bối cảnh có một số cuộc đình công lớn. Các nhà văn Hollywood đã kết thúc cuộc đình công kéo dài gần 5 tháng của họ, 12 ngày sau đó, nhưng các diễn viên Hollywood vẫn đứng ngoài cuộc. Công nhân khách sạn ở miền Nam California cũng đình công. Phần lớn các tiểu bang ngoại trừ New York và New Jersey không cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động đình công. 27 ngoại trưởng trong khối Liên Âu đã cùng tụ họp về Kiev vào ngày hôm nay thứ Hai, trong một chương trình nhằm thể hiện sự ủng hộ mang tính lịch sử sau khi dự luật tài trợ của Hoa Kỳ được thông qua, mà trong đó không có phần viện trợ mới nào dành cho Ukraine và khiến cho các khoản hỗ trợ trong tương lai cho cuộc chiến với Nga ở thế cân bằng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu, ông Joseph Borrell, đã tìm cách nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu được tổ chức bên ngoài khối. Cuộc họp chung này của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu với Ukraine tại Kiev nên được xem là một cam kết rõ ràng của Liên minh châu Âu đối với Ukraine và sự hỗ trợ liên tục của Liên minh châu Âu về mọi mặt, kể cả vấn đề hỗ trợ quân sự, hỗ trợ cho hòa bình công bằng, trách nhiệm và làm việc vì cộng đồng. Ông nói với các phóng viên sau cuộc họp với các ngoại trưởng Liên Âu.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Kiev và nỗ lực đánh bật lực lượng Nga 19 tháng sau cuộc xâm lược trước mùa đông. Cuộc tấn công được chào mời của họ đã suy yếu mặc dù có viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ Mỹ Kim từ các đối tác phương Tây, chủ yếu là từ Washington. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì kể như là người ta đang đứng trước một nguy cơ rằng số tiền viện trợ sẽ không được tiếp tục. Vào thứ Bảy, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời mà trong đó không nhắc đến bất kỳ một khoản trợ cấp mới nào dành cho Ukraine. Trong khi đó, thì Tổng thống Joe Biden như trong bản tin trước chúng tôi đã nêu, trong một buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc thì ông nói rằng tất cả những khoản viện trợ dành cho Ukraine vẫn sẽ được tiếp tục và ông sẽ cố gắng làm việc trong đó. Chiều ngày hôm nay, thì trong một cuộc họp báo thường lệ, Thư ký Tòa Bạch Ốc bà Karine Jean-Pierre đã cho biết Tòa Bạch Ốc đã liên lạc với các đồng minh và các đối tác về Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của lưỡng đảng dành cho Ukraine vẫn sẽ tiếp tục. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller thì nhắc lại sự quan tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc tài trợ cho Ukraine. Nếu chúng ta cho phép những kẻ độc tài như Tổng thống Putin làm bất cứ điều gì họ muốn với các quốc gia có chủ quyền khác, thì toàn bộ hiến chương Liên Hiệp Quốc sẽ bị xé nát và chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà kiểu xâm lược này có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Và đây là điều không thể tránh khỏi, đắt hơn nhiều so với người dân Mỹ. Hoa Kỳ cho đến nay vẫn là quốc gia ủng hộ quân sự lớn nhất đối với Ukraine, đã cam kết viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính lên tới con số gần 73 tỷ Mỹ Kim. Sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hôm thứ Hai ngay cả sau khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ có thể đạt được một thỏa thuận ngắn hạn nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa. Chỉ số Russell 2000 tập trung vào các công ty vốn hóa nhỏ đã giảm 1.6% hôm thứ Hai, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này chuyển sang tiêu cực trong năm 2023. Russell 2000 thường được coi là một cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe của nền kinh tế rộng lớn hơn vì nó tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ hơn. Lãi suất cổ phiếu kỳ hạn 10 năm vượt mức 4.7% lúc cao điểm trong ngày và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Discover là cổ phiếu tăng giá cao nhất của S&P 500 hôm thứ Hai, tăng gần 5%. Nhà sản xuất dụng cụ thiết bị y tế Insulet tăng thêm 3.5%, trong khi nhà sản xuất chip điện tử Nvidia tăng gần 3%. Công nghệ, dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng thiết yếu là những lĩnh vực tích cực duy nhất trong chỉ số thị trường rộng lớn. Dịch vụ truyền thông tăng thêm 1.5%, trong khi lĩnh vực công nghệ giao dịch cao hơn 1.3%, tiêu dùng tùy ý tăng 0.3%. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật gia hạn ngân sách chỉ còn vài giờ trước thời hạn nửa đêm hôm thứ Bảy, sau đó được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Luật này đã giữ cho chính phủ hoạt động cho đến giữa tháng 11 năm nay, là một khoảng thời gian các nhà lập pháp có thể sử dụng để hoàn thiện luật tài trợ mới cho chính phủ Hoa Kỳ. Điều này đã giúp ổn định tâm lý của giới đầu tư. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 74.15 điểm tương đương với 0.22%, kết thúc ở mức 33.433.35. Chỉ số S&P 500 tăng 0.34 điểm tương đương với 0.01%, kết thúc ở mức 4.288.39. Chỉ số Nasdaq tăng 88.45 điểm tương đương với 0.67%, kết thúc ở mức 13.307.77. Giá vàng giảm 21.10 Mỹ Kim tương đương với 1.13%, đóng cửa ở mức 1.845 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 2.02 Mỹ Kim tương đương với 2.22% và đóng cửa ở mức 88.77 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Planet Coffee Roasters, được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị. Được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phương My đang có chương trình sale rất đặc biệt chưa từng có, bảo đảm giá rẻ hơn bất cứ nơi nào như loa kéo, loa sách tay, dàn máy karaoke, xe bản neon led và kìm stainless steel cho tiệm nail. Xin liên lạc Phương My.
Phương My mới về nhiều loại loa khéo và sách tay âm thanh sống động cực đỉnh, giá cả nhẹ nhàng, không thua dàn karaoke gia đình. Có nhiều mặt hàng đang on sale chưa từng có. Loa sách tay 399 đồng, loa kéo công suất mạnh 3900W tặng một bộ karaoke livestream, mixer karaoke với hai microphone không dây 599 đồng, dàn máy karaoke 1200 đồng, hai mic không dây 199 đồng, kìm nail stainless steel mua 10 tặng 1. Phương My có bán đủ loại size bản neon và led cho tiệm nail spa, free shipping, hỗ trợ kỹ thuật qua FaceTime. Liên lạc Phương My 832-661-9809. Sữa hạt Supernut Vinamilk, sữa chứa loại đậu đã có tại Mỹ và các chợ Á Châu, công hiệu rất tốt cho sức khỏe, người già và trẻ em đều dùng được. Tăng năng lượng làm việc trong ngày, bổ cho xương calcium và vitamin D3, bổ cho mắt vitamin A. Supernut Vinamilk. Đến tìm sự kết hợp tuyệt hảo ở Pechanga Resort Casino, nơi bạn tận hưởng chăm sóc khéo léo, ẩm thực chọn lọc, đỏ đen hào hứng, nhâm nhi cuộc rượu, đùa vui trong nắng, từ trò chơi tao nhã đến tròn trả vận may, tùy tâm tùy ý với niềm vui, bước vào mộng để gọi mời thực tại hoang lạc. Tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino.